cầm những viên thánh giá. Xin chào các em. Hôm nay chị sẽ đưa các em tới thăm một khu rừng và cho các em xem một cuộc tranh tài rất thú vị của các loài thú để tìm ra ai sẽ là chúa tể của khu rừng này. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.